Cảm giác của em hôm nay tại buổi họp là như thế nào? Dạ, cảm giác hôm nay của em khá vui. Em học được nhiều điều bổ ích. Dạ. Em có mong muốn là sẽ có nhiều cái lớp học này hơn nữa không? Dạ, có. Vâng, xin cảm ơn một khách hàng rất là thân thuộc từ câu lạc bộ Út Mèo quận 4. Xin cảm ơn em cũng như là câu lạc bộ đã tạo điều kiện để em đến đây training cái buổi học này cùng một tụi anh em Đông Nam Á. Cảm ơn anh nha. Và trong buổi training ngày hôm nay, phụ tùng anh em Đông Nam Á rất là đặc biệt được đón chào bạn Trung là chủ shop Trung Viết, rất là khác quen thuộc với anh em biker, và cũng xin được cả cái cảm giác của bạn Trung khi tham gia cái lớp training này ạ. Dạ thì hôm nay em tham gia cái lớp training này á, thì nói chung là hiểu biết thêm nhiều hơn về FI nói chung, và nói riêng á thì hiểu hơn về cái ECU EZQC sắp tới. Nói chung thì cái ECU QG sắp tới này sắp sửa ra mắt á, thì em thấy nó cũng có một số là gọi là khó khăn cho anh em khi lần đầu tiên tìm hiểu, nhưng mà nói chung khi tìm hiểu rồi thì nói chung có nhiều tính năng ưu việt hơn một số ECU trên thị trường. Thì em có như em nhận xét là vậy thôi ạ. Ok. Và Trung có mong muốn là anh em mình sẽ có được những cái buổi training và những cái sản phẩm khác nhiều hơn nữa không Trung? Dạ nói chung là nếu mà được buổi training hơn nhiều hơn nữa thì càng tốt ạ. Tại vì như vậy thì nó mang cái kiến thức cho anh em nhiều hơn, thì giúp cho anh em tiếp cận được những sản phẩm ở trên thế giới nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn Trung. Dạ. Và đại diện cho phụ tùng anh em Đông Nam Á cũng như là phụ tùng anh em Gia Luân xin chúc cho bạn Trung cũng như là Trung Viết Shop lúc nào cũng phát triển và phát triển đến thành công. Xin cảm ơn Trung. Dạ, cảm ơn anh ạ. Thì vừa rồi là anh đã được test trên Daiso Z một cái chiếc xe Jin, và với một cái ECU của nhà cung cấp EZQG Malaysia. Anh cảm giác đã được thỏa mãn cái đòi hỏi của anh chưa? Mình đã cảm giác thỏa mãn được và đạt được cái tốc độ là mình thích, như mình đã được chạy đường lần đầu tiên mình đã chạy được. Vì ngày xưa mình đã chạy chiếc Z 110 là được 170 rồi. Mà là winner mà xe của mình hiện giờ chạy chưa lên được cỡ đó, mà bây giờ cái con ECU này thì là nó là hạn chế, nó đã khắc phục được những cái khuyết điểm mà của con so với con ECU Jin của hãng. Xin cảm ơn khách hàng rất là nhiều, và chúc cho bạn cũng như là cho anh là sẽ có được thành công hơn trong cái việc trải nghiệm đam mê của mình. Rồi, cảm ơn.